哪有什么春秋蝉，哪有什么幽生谷，哪有什么起死回生。原来如此，原来如此啊！导演我悟了，导演我悟了、啊。假的，这都是假的。都只còn lại cho ta, cái gì cũng không còn. Lần này hẳn là có thể yên tâm rồi.Không sao chứ, không sao, đều là vết thương nhỏ. Không có gì, chỉ là đứt mất tay thôi. Rất nhanh liền có thể mọc ra. Thật sao? Đương nhiên là thật. Mỗi người đều lộ ra phi thường chật vật. Lão hòa thượng quần áo tả tơi, chắp tay trước ngực, khuôn mặt bi thống đứng ở đó, không ngừng niệm A-di-đà Phật. Cũng đốt đi. Có bình không? Không có bình thì dùng vải bọc lại.Lý sư huynh, người đi nhầm rồi. Bên kia là đường về Tứ Tê. Đúng vậy, cho nên phải nhanh. Bằng không sẽ không đổi kịp được. Lần này ta muốn xem trong dạ dày còn có cái gì. Giống như xiên cu cu, mũi nhọn rung rẩy kéo về phía bên phải. Huyết thủy từ bên trong chảy xuôi đến trong thùng nước tắm, nhuộn đỏ một mảng lớn. Chỉ có một tay, thật bất tiện. Đa tạ.Không có Hắc Thái Tuế, cũng không có nửa gương mặt của Đan Dương Tử. Ngày đó trong sơn động, vì mê hoặc mình, mấy tên tọa vong đạo xác thực đem Đan Dương Tử còn sống kia giải quyết. Vì sao bọn hắn vì trêu đùa ta lại đem Đan Dương Tử thành tiên kia, giàu đến ngay cả sư thái cũng không thể phát giác. Những tên lừa đảo này, bọn hắn liền muốn xem mình từng bước một, dưới tình huống không chút phòng bị nào bị Đan Dương Tử thay thế, trải nghiệm loại vui thú đùa nghịch người này. Đa tạ đạo sĩ.Ngươi lần này trở về, thật chỉ vì giải quyết sư phụ của ngươi. Những tên lừa đảo kia ngươi quản không? Xen vào đi, không thể để cho bọn hắn gạt người. Tiếp tục lừa gạt, sẽ có nhiều người gặp nạn. Hay chơi hành đạo, cũng là làm việc thiện. Chết mất hai vị sư đệ, bọn chúng còn làm đủ loại chuyện trên người ta. Ta hận không thể đào tấm khết xương bọn chúng. Dù không tính nguyện vọng của Khương Anh Tử, ta cũng không xong với bọn chúng. Nhưng bọn hắn rất lợi hại. Ngươi đấu được sao? Ta có cách của ta. Ngươi có thể cho ta an tĩnh chút không?Năm tên tọa vong đạo, dựa vào lực lượng một mình ta, không cách nào giải quyết. Những thành viên tầng dưới áo cảnh giáo do thủ tam dẫn đầu kia cũng bị tọa vong đạo lừa gạt. Chỉ cần nghĩ biện pháp để bọn hắn ý thức được mình bị lừa, có lẽ có thể biến thành minh hữu. Còn có nhi tử tính tâm sư thái, hắn lúc trước vì sao lại biến thành như bây giờ, rất hiển nhiên liên quan đến tọa vong đạo kia. Chỉ cần nói rõ ràng chân tướng, tin rằng sư thái khẳng định sẽ vui lòng báo thù cho con trai.Hóa ra năng lực biết chữ không phải bị Đan Dương Tử mang đi, mà là Đan Dương Tử căn bản chưa chết. Theo số lượng chữ ta biết, ta hẳn là có thể trước khi bị Đan Dương Tử triệt để đồng hóa trở lại Tứ Tê. Ta cần về An Tử Am hỏi sư thái một số chuyện. Luân phiên mấy lần đi An Tử Am, tất cả mọi người rõ ràng biết lời nói Lý Hòa Vượng có vấn đề, thế nhưng bọn họ cũng không hỏi thêm cái gì. Cao Chỉ Kiên, đầu không sao chứ? Không.Không sao thì tốt, hào hào dưỡng thương. Khoảng thời gian này ăn ngon một chút, bồi bổ thân thể. Cao Chỉ Kiên thế mà còn sống. Lúc ấy rõ ràng trơ mắt nhìn viên xúc sắc sắc kia chui vào huyệt thái dương của hắn. Về sau thế mà phát hiện hắn còn thở. Sau đó Bạch Linh Miểu mời đến Bạch Gia Lão Tiên hỗ trợ. Hắn thế mà thật sự tỉnh lại. Trước đó bị chết đuối cũng vậy. Lần này lại là cái này. Thực sự quá trùng hợp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?Sự tình tả môn hơn cái này còn nhiều. Bất kể thế nào, còn sống dù sao cũng tốt hơn chết. Mới mua được xe ngựa sao? Ta đi xem thử. Ta thế nào cảm giác Lý sư huynh càng ngày càng giống tên tóc sụp từng mảng kia nha. Các ngươi có cảm thấy không? Muốn tiếp tục đi tới đích, đường xá xa xôi, không có xe ngựa không được. Tự ta có thể ăn, không cần đút.Lý sư huynh, ngươi bây giờ chỉ có một tay. Trong khoảng thời gian chờ ngươi tay mọc lại này, vẫn là để ta đút cho ngươi đi. Đúng rồi, tay ngươi còn bao lâu nữa mới có thể mọc lại? Sẽ nhanh mọc lại. Rất nhanh sẽ mọc lại thôi. Thế nhưng là cái này đã đứt mất 3 ngày, làm sao một điểm động tính cũng không có. Đã ngày thứ 3 rồi. Lý sư huynh, ngươi đi đâu? Không ăn, mình sẽ nát ra mất. Ta đi phóng thủy, chờ đi cùng.Mẹ, khoảng thời gian này, mẹ vất vả rồi. Con thanh tỉnh. Mẹ có thể lấy điện thoại của con tới đây không? Hôm nay là sinh nhật cô ấy, con muốn gọi điện cho cô ấy.
Hắn không biết vẽ tranh, nên vẽ rất khó coi. Thế nhưng là bích họa trước mắt, trong mắt hắn đẹp hơn tất cả. Sinh nhật vui vẻ, Nana. Lý Hòa Vượng lẻ loi một mình, mỉm cười nhìn lên bích họa mà bản thân vẽ ra trên đá lớn. Ôn nhu nhẹ nhàng hát. Xin lỗi, Nana. Năm nay sinh nhật tôi không cách nào ở bên cạnh cậu, chỉ có thể lấy loại hình thức này chúc mừng cậu. Lễ vật có thời gian, tôi sẽ đền bù vào. Ngậm miệng. Ngươi đang làm gì đó? Không có gì, đây không phải thấy chúng ta tiêu tiền dữ dội như vậy. Muốn vớt vát một chút cho đoàn người sao? Đây là mặt nạ đồng thau trước đó đeo trên mặt người lùn bồ rồi bóng kia. Trước đó bị nhị bính cầm đi, còn mang ở trên mặt. Ta cũng không có dự định tư tàng, liền nghĩ sau khi cậy ra, định đem cất cho bạch sư muội bảo quản. Thật là không nghĩ tới, cái dây xích nối mặt nạ đồng tiền này cũng thật là cứng, gõ thế nào cũng không ra. Màn thầu, qua đây. Ngay sau đó, một màn phát sinh khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù màn thầu ngay ở trước mặt hắn, thế nhưng hắn lại có cảm giác trước mắt không có chó. Khó trách người lùn kia chính là mang theo mặt nạ này. Thần không biết quỷ không hay đánh lén mình, nếu không phải trước đó nhị thần nhắc nhở mình, nói không chừng thật sự trúng kế của hắn rồi. Về sau, nhị bính tiếp nhận thứ này, người bên cạnh cũng không phát giác được tồn tại của nhị bính. Hắn ẩn lúc trong đám người, mình lúc ấy thế mà cũng không cách nào nhanh chóng tìm thấy hắn. Thứ này tự hồ là một pháp khí có thể che đậy khí tức nào đó. Thứ này đối với ta có tác dụng lớn, có lẽ đeo lên thứ này, sau này mình sẽ không tiếp tục là thịt đường tăng nữa. Người mùi khói đốt đặc thù phía trên mặt nạ đồng tiền. Lý Hòa Vượng cảm thấy cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Cho đến An Từ An, để nhóm sư thái xem thử, nếu như ngay cả bọn hắn cũng có thể giấu giếm được, vậy vật này liền giá trị cực lớn. Đi, mau chóng tới Hoàng Hoa Sơn. Theo lấy dần dần đến gần tứ tề hồ nhiều sông nhiều, cỏ cây ven đường cũng một lần nữa phát ra sinh cơ, thậm chí ngay cả không khí cũng ẩm ướt. Kinh lịch nhiều lần như vậy, bọn hắn sớm đã thành thói quen, không còn kinh ngạc như trước đó. Đối với bệnh của Lý Hòa Vượng, bọn hắn đã hiểu rõ vô cùng. Ăn cơm chưa đi? Ăn xong, chúng ta liền đi. Đi nhanh chút, trước khi trời tối hẳn là có thể tới Hoàng Hoa Sơn. Ngươi đau lòng Lý Sư Huynh. Hắn bây giờ thành tàn tật rồi, cái tay kia của hắn rốt cuộc không mọc trở lại. Lần này chỉ là đứt mất một cánh tay, thế nhưng, vạn nhất còn có lần sau. Vì cái gì, chúng ta chỉ là muốn về nhà, làm sao khó như vậy? Thẻ che màu đỏ bên hông hắn kia là thông qua hiến tế đồ vật trên thân, đổi lấy thần thông. Chỉ cần vật kia còn bên người Lý Sư Huynh, sự tình trên người hắn khẳng định sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nói cho cùng chủ yếu vẫn là thực lực chúng ta không đủ. Nếu là có thực lực nhẹ nhàng giải quyết loại cục diện này, làm sao có thể xuất hiện cục diện như bây giờ? Có thể thấy muốn thuyết phục Lý Sư Huynh đem thẻ che ném đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thực sự không được, nên để Lý Sư Huynh dạy ta dùng thẻ che kia như thế nào. Đã vật kia ai cũng có thể sử dụng, vậy không bằng cho mình dùng. Vô luận là Bạch Linh Miểu hay là Lý Sư Huynh, đều là người quan tâm lẫn nhau. Bọn họ bị thương, đều có người đau lòng, mà bản thân dù sao đã quyết tâm không lấy chồng, nên liền không quan trọng. Tiểu Mạn cúi đầu, nhìn thoáng qua Bạch Linh Miểu thương tâm, vừa nhìn về phía mình, tay bị lông đen bao trùm kia. Không có đôi tay này, cũng được. Không sao đâu, Lý Sư Huynh của ngươi đã nói tay có thể mọc lại, vậy liền nhất định sẽ mọc trở lại. Sao ơn Tiểu Mạn tỷ, khách khí cái gì, đều là tỷ muội, tương lai ta thế nhưng là muốn làm mẹ đỡ đầu hài tử ngươi. Trôi đi nhiều như vậy, phía trên này phải chết bao nhiêu người. Về sau em rằng không thể uống nước sông nữa, chỉ có thể uống nước giếng. Mọi người gặp qua không ít người chết rồi, các ngươi không cảm thấy những thi thể này không khỏi quá mới sao? Đúng vậy, các ngươi xem, trên mặt những người chết này thế mà còn có huyết sắc. Nếu không phải không chủ động, quả thực không có gì khác biệt với người sống. Những thi thể này, vì sao cho ta một loại cảm giác bất an mãnh liệt? Có phải là bị năng lực đặc thù gì đó giết mới có thể biến thành dạng này? Có vẻ cánh gì đó lẫn vào trong chiến tranh thế tục rồi sao? Lại hoặc là do ta nghĩ sai? Ở cái thế giới này, có những môn phái cổ quái gia nhập chiến tranh mới là chiến tranh bình thường. Đi thôi. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân quá nhiều người chết, tâm tình của mỗi người đều có chút nặng nề.
đi thẳng đến tiểu trấn dưới Hoàng Hoa Sơn, đều không có ai nói chuyện. Lý sư huynh, sắc trời đã trễ như vậy, ngươi còn lên núi sao? Hay là để ngày mai ăn điểm tâm rồi hắn đi? Không sao, ta đi một chút liền về. Các ngươi tiếp tục ở gian khách sạn này đi, đợi chút nữa cũng dễ tìm. Cố ở đâu? Ta vừa mới thấy mà. Hắn đi nhà xí rồi. Nhà xí này thế nhưng thật sạch sẽ, ngay cả nửa con ruồi cũng không thấy. Lý Hòa Vượng lưng cống bánh ngọt, từng ngụm thở hổn hển, gian nan trèo lên đường đất bên trên Hoàng Hoa Sơn. Điểm tâm mua nhiều rồi, lần này lên núi so với lần trước càng gian khổ. Nhiều bánh ngọt như vậy, hẳn là đủ để sư thái ăn rồi. Không đủ, nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ cũng không đủ sư thái ăn. Mình lúc nào cũng tính tâm sư thái, có quan hệ thân cận như thế. Một lần nữa hồi tưởng lại, sư thái mặc dù lại tham lại lời lại bẩn, thế nhưng từ khi bắt đầu bản thân hắn tiến vào thế giới này, ngoại trừ những sư huynh muội bên ngoài kia, bài chính là người đối xử với hắn tốt nhất. Trước đó không bởi vì ta là tâm tố mà mưu hại ta, còn ra tay trợ giúp ta khu trục đàn dương tử. Hơn nữa trước khi đi, sợ ta trên đường nguy hiểm, còn cố ý đưa một thanh kiếm. Nếu như không phải muốn đưa bọn Bạch Linh Miểu trở về, kỳ thật, ta ở lại tiểu trấn dưới núi này cũng là một lựa chọn tốt. Nơi này là địa bàn An Tử Am, thế lực khác cũng sẽ không tới tìm ta gây phiền phức. Phía trên bất luận một chữ nào cũng không nhận ra. Phải nhanh chóng, tốc độ đan dương tử đoạt xá ta đang tăng tốc. Nếu cứ tiếp tục, mình liền triệt để bị đan dương tử đồng hóa. Sư thái, ta lại tới rồi, nhìn xem ta mang đến cho các ngươi cái gì này. Trong am không có đốt đèn sao? Xem ra là lưới đốt rồi. Làm sao? Không thối. Lý Hòa Vượng quăng bánh ngọt trong tay ra, đứng nguyên tại chỗ hít sâu mấy hơi thở. Trấn kinh phát hiện, bên trong An Tử Am vốn lồng đậm mùi thối, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Không đúng, xảy ra vấn đề lớn. Tính tâm sư thái, Diệu Âm, Diệu Tâm, các ngươi ở đâu? Thanh âm của Lý Hòa Vượng không ngừng quanh quẩn trong am, nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại. Trái tim của hắn triệt để hoảng sợ. Một vị mập mạp tựa như một căn phòng nhỏ nằm ở chuồng heo, mà những con heo mập mọc ra lông đen tựa như heo con bú sữa vây quanh bà. Nhưng bọn chúng không phải bú sữa, bọn chúng đang ăn người. Cút ra! Ngươi thật xác định không có bất kỳ lo lắng gì sao? Giữa cái phản thế này thật sự không có bất kỳ vật gì đáng để ngươi lưu luyến sao? Mặt khác vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ngươi thật sự tìm được biện pháp thoát khỏi tâm tố. Ngươi để